Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình testnet đến từ sàn Podcadet. Mình sẽ nhận tóc cần có ký hiệu là XDN nè bạn. Thì đây là một cái network mới người ta các bạn. Thì một tóc cần này nó sẽ là 7 đô mấy các bạn. Thì để tham gia chương trình testnet này thì các bạn cần phải có một cái địa chỉ MetaMask các bạn. Sau đó thì các bạn tích hợp mạng vào các bạn, mình nhập mật khẩu vào, các bạn chọn vào RPC tùy chỉnh như thế các bạn, rồi các bạn add mạng CPI vào người ta các bạn, thì xong số mình có để bằng link mô tả nè, testnet tên mạng này nọ đồ mình để cho các bạn nè bạn, rồi tên mạng thì các bạn ấy thì mình là CPI nha các bạn sao chép lên nè, rồi các bạn dán vào đây, tên RPC nha các bạn, RPC thì bạn copy này, copy khó quá, rồi các bạn copy lại nè, rồi các bạn dán vào đây nha các bạn, rồi tiếp tục mã chuỗi này nọ thì các bạn điền vào nha các bạn, mã chuỗi ký hiệu này nọ nữa, mã chuỗi 81 ký hiệu là SCB, mã chuỗi là 81 nè, rồi ký hiệu là SIB các bạn. Rồi trình. Rồi các bạn dán trình khám phá nó vào các bạn, rồi bạn bấm lưu các bạn, vì mình đã lưu rồi các bạn. Sau khi bạn bấm lưu vào xong thì các bạn sẽ có được một cái mạng testnet, đó là một cái mạng CPI này các bạn. Khi vào các bạn chưa có cái đồng SP này các bạn thì các bạn copy địa chỉ SP này nè các bạn. Các bạn vào yêu cầu phía ra các bạn là cái link forecast này các bạn, link forecast.io các bạn nhấp vào link forecast đó, xong các bạn dán địa chỉ cho các bạn vào nữa các bạn, rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè, rồi các bạn bấm vào reward nè. Vì mình đã yêu cầu rồi các bạn, nếu các bạn yêu cầu không được thì các bạn 2-3 phút 3-4 phút các bạn vào yêu cầu lại nha các bạn, chừng nào yêu cầu cho được thôi nha các bạn, để mình có phí ga mà đi testnet được nha các bạn. Rồi sau khi các bạn có phí ga xong thì các bạn nhấp vào cái link sàn là testnet nè các bạn, là sàn podcast, rồi các bạn dán vô đây nè các bạn, sàn buket, rồi các bạn vào sàn thì bạn có nét dí thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vô kết nối nè. Kết nối nè. Rồi. Khi vào thì các bạn nhấp vào bio của anh cùng nè các bạn. Chưa chưa. Các bạn bấm vào một claim nha các bạn. Rồi mình claim con tóc cần BKS nè các bạn. Rồi bạn bấm vào claim nè các bạn. Để mình làm testnet nha các bạn. Rồi thì các bạn trở về cái rồi các bạn nhấp vào ba đây mình xác nhận các bạn. Rồi bấm xác nhận nha các bạn. Rồi, các bạn chờ xíu các bạn. Hello, các bạn chờ xíu nha các bạn. Nó đang chuyển mình nè các bạn, đang trạng thái đang pending nha các bạn. Ok, nó đã chưa là claim bucket này là xong các bạn, thì các bạn vào cái MetaMask mình kiểm tra nha các bạn. Copy vào trang scan nó okay. Rồi sau khi bạn claim xong thì bạn nhấp vào mục swap farm, các bạn chờ chút xíu các bạn, rồi các bạn bấm vào mục swap này các bạn, để mình coi farm cặp nào với cặp nào các bạn, đang mình biết mình swap các bạn. Rồi swap G1 là con bitcat qua USDC này các bạn, thì bạn bấm vào mục swap này các bạn, rồi trên đây thì các bạn chọn đồng BKS này các bạn, mình đã claim được 500 này các bạn. Rồi đây là testnet thôi. Còn mục dưới đây thì các bạn chọn USDC nha các bạn. Đầu ta sao nó không hiện lên ta. Các bạn chọn con USDC này các bạn. Rồi các bạn ở đây thì các bạn sẽ swap qua khoảng phần nửa thôi các bạn, 250 thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào approve nữa các bạn.
Rồi các bạn bấm xác nhận nha các bạn. Thì chương trình phần thưởng cho 1.500 mã thông báo ADN cho người thử nghiệm giúp kiểm tra bộ cadet trên mã thông báo cho người thử nghiệm. Thì tổng phần thưởng rồi các bạn bấm vào trao đổi nha các bạn. Rồi các bạn bấm xác nhận quan đổi cái nữa nè. Rồi các bạn vào MetaMask các bạn xác nhận cái nữa các bạn. Rồi bấm xác nhận. Rồi các bạn chạy lại nha các bạn. Thì chương trình AirDrop này nó sẽ end vào từ ngày mùng 10 đến ngày 15 nha các bạn. Thì có dòng thông báo trên đây nè các bạn. Các bạn nhấp vào đây các bạn xem tìm hiểu nha các bạn. Rồi nha bạn, sau khi bạn swap xong bấm close nè. Chờ chút xíu các bạn chưa chuyển qua con USDT nữa nè. USDC nè, các bạn chờ chút xíu nha. Trạng thái nó pending hoài nè các bạn. Ok, sau khi các bạn xong thì nó hiện số dư của tất cả bạn ra là 102 USDC nè. Đây thì mạng internet nó không có giá trị nha các bạn. Rồi các bạn nhấp bỏ đi các bạn. Rồi các bạn bấm vào một liquidity này các bạn. Rồi các bạn bấm vào add liquidity nha các bạn. Các bạn chọn balance sheet là 200 thôi các bạn, mình chừa lại các bạn. Chừa lại cái chút để có làm cái gì không. Rồi các bạn bấm vào một approve này. Rồi sau khi approve xong thì các bạn mở địa chỉ MetaMask của mình ra, các bạn xác nhận các bạn. Bấm xác nhận. Trạng thái đang pending. Rồi các bạn bấm vào Confirm Add Liquidity cái nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào Confirm Supply nữa. Rồi các bạn mở địa chỉ MetaMask của mình ra, các bạn xác nhận lên nè. Xác nhận. Cái này như mình tạo cặp các bạn, đang mình đi farm đó các bạn. Rồi chờ chút xíu nó đang pending nè các bạn. Sau khi add liquidity xong các bạn bấm vào remote cái nữa các bạn. Đây nè. Và phan các bạn chạy xíu các bạn. Bocadet. Rồi các bạn bấm vào approve cái nữa nha các bạn. Số lượng chứ. Liquid supply. Thôi các bạn trở ra đi các bạn. Mình nhấp vào ba gạch cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào một farm nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một add liquidity nè, add li nè các bạn. Rồi các bạn chọn một dòng đầu nữa nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào approve nè, các bạn chọn setup hết luôn nè các bạn. Chọn mắt nè. Rồi bạn bấm approve nè. Rồi các bạn mở địa chỉ MetaMask các bạn, các bạn xác nhận nè các bạn. Phiên bản testnet là như là cho nó tất cả các bạn trải nghiệm hết các tính năng của nó thôi các bạn, chứ không có chơi các bạn. Rồi các bạn bấm vào start cái nữa nè. Chờ các bạn chờ nó xác nhận chút. Sau đó các bạn bấm vào một start nha các bạn. Cái nữa nè. Sao nó không có yêu cầu cái xác nhận thôi. Rồi các bạn mở địa chỉ với MetaMask các bạn xác nhận cái nữa các bạn. Close up. Pending. Các bạn chạy chút xíu nữa các bạn. Rồi sẽ tắt xong thì bạn bấm vào unlock nè các bạn. Rồi các bạn xác nhận cái nữa các bạn. Các bạn bấm vào xác nhận. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi vì đây mình đã setup nè các bạn. Thì setup này trong vòng 4 ngày mình sẽ rút được phần thưởng nè các bạn. Trong thời gian này hết nè. Sau khi hết thì các bạn chỉ việc vào các bạn rút thôi các bạn. Rồi tiếp tục mình trải nghiệm tính năng mới nữa nha các bạn. Nhấp vào ba gạch cùng nữa các bạn. Sao nó không được ta. Rồi các bạn tham gia lại chơi bát cái đó nè. Tham gia luôn các bạn. Public. Mình hết, mình đâu còn tóc cần bicket và USDC đâu các bạn, mà mình tham gia này các bạn, còn bỏ các bạn. Rồi. Rồi nhiệm vụ mình có nhiều thôi các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.